Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại TV. Và chắc chắn tới thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã rất là nôn nóng để tới cái ngày WWDC 2021 để mà chúng ta có thể dùng trước được iOS 15, đúng không? Nhưng mà mình cảm giác đó, thời gian qua thì mình cũng đã tập trung quá là nhiều vào iOS rồi và mình đã bỏ quên một cái mạng khác của Apple, một cái phiên bản cập nhật phần mềm và cũng là một cái sản phẩm rất là hay ho, đó chính là Apple Watch. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những cái tính năng mà có thể là đã được leak ra và được mọi người tổng hợp lại. Và video ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp lại cho bạn những cái tính năng mới trên Watch OS 8. Và đương nhiên đây chỉ là dự đoán thôi, và chúng ta sẽ đợi thử xem WWDC 2021 bao nhiêu tính năng mà mình dự đoán sẽ xuất hiện trên Watch OS 8 nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu cái video này thôi. Rồi, và nói chung á thì mình có tìm được một cái clip khá là hay ho về việc tổng hợp lại những cái tin leak về Watch OS 8. Ngày hôm nay thì mình muốn cho bạn xem, cũng như là mình sẽ nêu cái quan điểm của mình về cái video clip đó, và chúng ta cũng coi thử là sẽ có những cái tính năng gì ở trên Watch OS 8 và bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ trở thành sự thật nhé. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này. Rồi, và đầu tiên đó chính là widget. Và widget ở trên Watch OS 8 thì các bạn có thể xem được tất cả những cái thông tin như là những cái phiên bản trước, và đi kèm vào đó thì bạn cũng sẽ xem được luôn cả cái tình trạng pin của cả Apple Watch nè, của cả iPhone, MacBook hay là những cái chiếc tai nghe AirPods, thì các bạn cũng có thể theo dõi được trên cái chiếc Apple Watch của chúng ta. Và đi kèm vào đó thì ngoài những cái widget này, các bạn còn có thể được thêm vào những cái widget khác tương tự như là trên iOS 14. Các bạn được thêm vào rất là nhiều những cái widget khác nhau, và những cái hãng làm phần mềm thì họ cũng đã tùy biến qua lại để chúng ta có những cái widget nó tốt hơn. Rồi, và đó sẽ là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn. Cái tính năng thứ hai đó chính là AirTag. AirTag thì ở trên Apple Watch sẽ giúp cho bạn có thể chỉ được cái vị trí chính xác đến cái AirTag đó khi mà các bạn đeo Apple Watch, tương tự như là trên iPhone. Tuy nhiên sẽ xảy ra một cái vấn đề, đó chính là khi mà các bạn tiến hành sử dụng cái tính năng này và chỉ vào cái vị trí chính xác đó thì các bạn phải dùng Apple Watch Series 6, tại vì chỉ có Apple Watch Series 6 là sở hữu con chip U1 thì nó mới có thể chỉ chính xác được cái vị trí của bạn thôi, còn những cái chiếc Apple Watch khác thì sẽ không được. Và đây mình sẽ nói về việc nếu như cái tính năng này được trang bị trên Watch OS 8 nhé, thì các bạn dùng Apple Watch Series 6 thì chúng ta mới có thể sử dụng được tính năng này. Và cái thay đổi thứ ba nó sẽ liên quan về cái thanh Control Center hay là trung tâm điều khiển đó. Thì Apple họ sẽ thiết kế lại những cái icon ở trên cái thanh trung tâm điều khiển này cho nó tương đồng với lại là macOS nè, iOS và Apple Watch, thì nó sẽ tương đồng với nhau để những cái icon này nó nhìn nó khá là giống nhau á, và cái kiểu giao diện của nó giúp cho người dùng có thể dễ dàng sử dụng hơn. Và cái tiếp theo nữa đó chính là các bạn đã có thể bật tắt được cái nguồn điện thấp ở trên cái Control Center này, và các bạn có thể thêm vào nhiều những cái tính năng để mà bạn tùy chọn và các bạn có thể kích hoạt ở trên Control Center nhiều hơn so với là Watch OS 7. Và thay đổi thứ tư nó sẽ liên quan tới App Library. Thì thực ra cái App Library thì nó sẽ là từ Apple Watch nè, được Apple họ mang lên ở trên iPhone. Và bây giờ thì chúng ta lại quay ngược lại với những cái chiếc Apple Watch, tại vì nó sẽ thay đổi một thứ ở trên cái App Library ở trên iPhone đó. Nó sẽ có hai dạng, một dạng các bạn tìm theo những cái thẻ, những cái tên của cái app đó, và dạng thứ hai nó sẽ chia khung như thế này, nó sẽ chia ra những cái ô như thế này. Thì Apple Watch và Watch OS 8 sẽ có cái dạng thứ hai tương tự như là ở trên iPhone. Và hiện tại thì khi mà các bạn duyệt và chúng ta tìm kiếm những cái app ở trên Apple Watch đó, chúng ta sẽ có ba dạng. Đầu tiên đó chính là cái widget mà tròn tròn rồi những cái ứng dụng zoom ra zoom vào, đúng không? Cái thứ hai đó chính là các bạn duyệt theo dạng list view, và cái thứ ba đó chính là giống như ở trên iPhone đây. Thì sắp tới Apple Watch và Watch OS 8 sẽ được trang bị cái tính năng này để bạn có thể sử dụng. Rồi, và tính năng tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn thì chính là Low Power Mode, hay còn gọi là chế độ tiết kiệm pin. Thì cái tính năng này á, thực ra trên iPhone thì cũng có lâu rồi, và tới tận iOS 13, 14 gì đó thì Apple họ mới cho đặt
cái low power mode đó ra ngoài để các bạn có thể tùy chỉnh, cũng như là chúng ta bật tắt khi mà cái điện thoại của bạn nó hết pin, hoặc là những bạn nào dùng tiết kiệm pin. Rồi, và ở trên Apple Watch của chúng ta thì nó cũng sẽ có cái kiểu hoạt động như thế. Lúc trước như các bạn nhớ đúng không, đó chính là khi mà những cái chiếc Apple Watch nó tới cái thời điểm mà nó hết pin thì nó sẽ yêu cầu các bạn chuyển sang một cái trạng thái, đó chính là trạng thái ngủ. Các bạn sẽ không dùng được bất kỳ một cái tính năng gì ở trên cái chiếc Apple Watch đó cả, ngoài việc đó chính là bạn lật tay lên và chúng ta bấm để xem giờ hết. Tuy nhiên thì với cái low power mode này thì nó sẽ giúp cho các bạn vẫn có thể kéo dài được cái thời lượng pin, nhưng các bạn vẫn sẽ sử dụng được tiếp cái chiếc Apple Watch đó, chứ các bạn không cần phải tắt nguồn. Đó là một điều rất là hay. Và lúc trước ở trên watchOS 7 á, thì mình nhớ là nó cũng không có thông báo là cạn pin. Và tới lúc á, mà nó thông báo cạn pin rồi á, thì nó cũng yêu cầu cái chiếc Apple Watch của bạn là tắt nguồn luôn. Đó, cho nên cái low power mode này là một cái rất là hay. Thậm chí pin 100% các bạn kích hoạt lên các bạn để dùng từ từ cũng được, cũng khá là ok ha. Và tính năng tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với bạn đó chính là Siri. Thực ra Siri thì nó sẽ không mới với Apple Watch. Tuy nhiên thì các bạn nên nhớ một điều, đó chính là khi mà chúng ta rời cái chiếc iPhone ra thì các bạn sẽ không thể nào gọi được Hey Siri ở trên Apple Watch cả. Tuy nhiên thì với watchOS 8 thì chúng ta sẽ làm được cái điều này. Đó, khi mà các bạn offline cái điện thoại của bạn đi thì chúng ta vẫn có thể gọi được Siri và thực hiện những cái tác vụ dành cho các bạn ở trên những chiếc Apple Watch của chúng ta. Và cái tính năng tiếp theo đó chính là thay đổi những cái giao diện của những cái app. Thực ra thì Apple họ không có thay đổi gì nhiều đâu, họ chỉ đơn giản đó chính là họ bỏ thêm những cái hộp ở bên ngoài tròn tròn cho nó rõ được cái tab đó lên thôi, và duyệt nó theo dạng là list view để bạn có thể dễ dàng sử dụng. Và chúng ta có thể sử dụng cái con lăn ở trên cái chiếc Apple Watch của chúng ta để bạn có thể duyệt tới cái nội dung mà bạn mong muốn. Ngoài ra thì Apple họ cũng sẽ thêm vào những cái màu, để những cái màu nào á thì nó sẽ tương ứng với cái app đó luôn. Ví dụ như những cái app Note nè, nó sẽ có màu vàng, thì ở bên trong của nó thì cũng thế. Nói chung là về cải tiến về phần giao diện để người dùng có thể nhìn nó thuận mắt hơn, cũng như là chúng ta sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Và cái tính năng cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với bạn đó chính là FaceTime trên Apple Watch. Và thực sự thì khi mà mình xem tới cái tính năng này, mình không biết phải diễn tả cái cảm xúc của mình như thế nào. Tại vì mình sẽ có những cái suy nghĩ như sau. Đầu tiên á, nếu như mà trang bị cái FaceTime này, video call nhé, video call đàng hoàng nhé các bạn, chứ không phải là chúng ta gọi thoại không đâu. Thì video call thì chúng ta sẽ phải có một cái chiếc Apple Watch và có cái phần camera thì bạn video call nó mới có ý nghĩa đúng không? Chúng ta sẽ đưa lên như thế này để chúng ta có thể nói chuyện. Chứ còn nếu như mà chúng ta đã dùng iPhone rồi thì chúng ta FaceTime lên luôn iPhone, chứ cần quái gì chúng ta lại phải dùng Apple Watch đúng không? Thế nên là ok, như vậy thì mình đã chia sẻ hết cho các bạn tất cả những cái tính năng gọi là những cái tính năng leak ở trên watchOS 8. Và cái video này mình không có nói là những cái tính năng này 100% nó sẽ được ra mắt. Nhưng chúng ta hãy cùng coi thử xem là có bao nhiêu những cái tính năng được ra mắt trong thời gian sắp tới. Thì theo cái cảm nhận của mình á, tất cả những cái tính năng ở trên cái bài mà mình vừa chia sẻ đều có thể xảy ra, trừ cái cuối cùng, đó chính là cái FaceTime video call mà bằng Apple Watch. Mình không tin tưởng lắm, nếu như mà Apple họ trang bị cái tính năng đó thì họ sẽ phải ra một cái chiếc Apple Watch mới có cái phần camera để người dùng có thể sử dụng cái tính năng đó một cách tiện lợi hơn, chứ chẳng ai lại FaceTime video call rồi mà lại còn mở cái Apple Watch rồi các bạn quay vào đó, các bạn lại nhìn vào trong iPhone thì nó cũng như thế thôi đúng không? Cho nên đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với bạn ở trong video lần này. Còn nó tiện lợi hay không, nó bất lợi hay là nó gây rắc rối cho người dùng thì phải đợi khi nào Apple họ tung ra những cái tính năng này và chúng ta trải nghiệm thực sự trên những cái chiếc Apple Watch, thì lúc đó chúng ta mới biết được là những cái tính năng này nó ngon hay là nó dởm hay là nó gây hại và gây rắc rối cho bạn nhé. Ok, và các bạn cảm thấy sao về video lần này? Các bạn cảm thấy có bao nhiêu tính năng sẽ được Apple công bố thì hãy comment với mình ở phía bên dưới. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Và WWDC 2021 bọn mình sẽ ra rất là nhiều những cái video liên quan về Apple. Và thời điểm đó thì như mình nhớ là chúng ta vẫn còn trong đợt dịch, cho nên các bạn cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Và mình cũng sẽ cố để mà đem lại cho bạn những cái clip hay ho nhất. Bye bye.